Bố mỹ nhân đứng lầu giàn tiểu hoa các nửa, nhiệt ba vượt qua Dương Tử. Không cần phải nói ra thế nhưng chắc hẳn ai cũng biết chuyện các nàng tiểu hoa trong cùng một nửa luôn âm thầm cạnh tranh địa vị đứng đầu. Dân mạng cũng chẳng chịu mới yên khi liên tục cho ra những danh sách về loạt tên tuổi đình đám. Mới đây chúng tôi đã đọc được một bài viết tổng kết lại những mỹ nhân đứng đầu top tiểu hoa 80 năm 90 95 00 này. Nữ Diệp Phi đứng đầu nửa 80 năm. Gia nhập giới giải trí và nổi tiếng từ khá sớm, Nữ Diệp Phi được đánh giá là diễn viên vừa có tác phẩm lại vừa có quốc dân độ cao. Với thành công của Mộng Hoa Lục vừa lên sóng giữa năm nay, danh tiếng của thần tiên tỷ tỷ lại càng được củng cố. Vì vậy chuyện Nữ Diệp Phi đá bay Lệ Dĩnh Dương Mịch để trở thành người đứng đầu lứa 80 năm cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên chúng tôi thấy có rất nhiều ý kiến phản đối. Nguyên nhân là bởi những dân mạng này cho rằng đẳng cấp của Lưu Diệp Phi hơn hẳn Giản Hoa 80 năm, xếp vào thật không xứng. Địch Định Nhiệt Ba đứng đầu lứa 90. Đá bay Dương Tử, Nhiệt Ba được chọn là người đứng đầu lứa tiểu hoa 90. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng cũng là một trong những đỉnh lưu đỉnh đám của Cbiz. So với Dương Tử, nàng mỹ nữ Tân Cương tuy diễn xuất kém hơn một chút, nhưng danh tiếng lại chẳng hề kém cạnh. Lợi thế của Nhiệt Ba chính là ngoại hình đẹp, giá trị thương mại cao. Vậy nên các đạo diễn các thương hiệu lớn thường rất ưu ái lựa chọn cô nàng. Vương Sở Nhiên đứng đầu lứa 90 năm. Gây bất ngờ nhất có lẽ là việc Vương Sở Nhiên được chọn là mỹ nhân lứa tiểu hoa 90 năm. Cô nổi lên từ vai phụ trong bộ phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Nhạc. Vương Sở Nhiên sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng hợp cổ trang, thậm chí chúng tôi thấy còn có người đặt cho cô nàng danh xưng tiểu Lưu Diệp Phi. Tuy nhiên dù đẹp nhưng Vương Sở Nhiên lại khó lòng có thể trở thành người đứng đầu lứa được. So với cô nàng, Tống Tổ Nhi còn vượt trội hơn khi có cả nhan sắc và diễn xuất. Triệu Kim Mạch đứng đầu lứa 00. Có thể nói năm 2022 thực sự là một năm thành công của Triệu Kim Mạch. Đầu năm nữ diễn viên có khai đoan lên sóng gặt hái được thành tích lớn. Mới đây lại có Thiếu Niên Phái 2 cũng thu về danh tiếng ổn định. Vừa có ngoại hình xinh xắn lại có diễn xuất được đánh giá cao. Vậy nên vị trí đứng đầu của Triệu Kim Mạch làm nhiều người rất hài lòng. Ngay cả chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng cô đang là một trong những sao nữ nổi bật nhất nữa. Dù vẫn còn gây nhiều tranh cãi thế nhưng chúng tôi thấy không thể phủ nhận được rằng những cái tên trên đều rất nổi bật trong giới giải trí. Tuy nhiên để mà dẫn đầu dàn tiểu hoa các nữa, e là một số người vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Hơn nữa chúng tôi thấy nắm được vị trí này cũng chẳng ngon nghẻ gì, lại bị các fan nhà khác nào vào soi mói. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.